Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin tới từ tiểu mục Cà phê Hotline bằng chính những thông tin mà quý vị khán giả đã gửi phản hồi về cho chương trình. Những ngày vừa qua thì sự việc tập thể phụ huynh học sinh gửi đơn tố cáo bà Vũ Thị Thúy Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa đã ăn bớt tiền bán trú học sinh đang gây xôn xao dư luận. Và đây không phải là lần đầu tiên ngành giáo dục xuất hiện những vụ việc lùm xùm tương tự. Nhiều giáo viên và phụ huynh bất bình và cho rằng đây là điều đáng xấu hổ của người làm nghề giáo. Hành vi cũng đã được dư luận gọi là thiếu đạo đức ấy đang làm cho bức tranh giáo dục trở nên xấu đi nhiều phần. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây với những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận. Hiệu trưởng tức là lãnh đạo nhà trường nói chậm đòi cái bồi thường quá cao, còn chú còn bác còn lấy lãnh đạo ảnh hưởng đến suất ăn của các cháu. Tôi thì tôi chả tin là có cái trường nào cũng bớt cả. Một tháng có một ngày chỉ có 7.500 thôi, có một cháu, nhưng mới 1.500 học sinh thì đó là một tháng đơn giản là có 10 triệu bỏ ra. Những ngày qua, thông tin tập thể phụ huynh học sinh trường tiểu học Đông Thọ, Thanh Hóa gửi đơn tố cáo và file ghi âm được cho là ghi lại cuộc ngã giá giữa bà Vũ Thị Thúy Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, và ông Nguyễn Hữu Đức, giám đốc công ty cổ phần thương mại phát triển dịch vụ Phúc Nguyễn, đơn vị trúng thầu nấu ăn bán trú cho học sinh trường tiểu học Đông Thọ, đang gây xôn xao dư luận. Đặc biệt trong cuộc đối thoại, mỗi suất ăn của học sinh trường tiểu học Đông Thọ, công ty Phúc Nguyễn sẽ phải trích lại cho bà Hà số tiền là 7.000 đồng, năm ngoái là 7.500 đồng. Theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, phó hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, đây là một hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, giống như con sâu làm dầu nồi canh, có thể làm xói mòn niềm tin của phụ huynh cũng như là xã hội đối với cả ngành giáo dục. Cá nhân tôi thì cảm thấy cũng rất là đau lòng. Đây cũng không phải là cái lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy những cái sự việc như thế này. Nhưng những cái sự việc nó như thế này thì nó lại gây ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ nhà giáo nói chung. Đây là một cái hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo và cũng là một cái hành vi vi phạm pháp luật, cho nên là những hành vi mà của các thầy cô mà đứng đầu cái cơ sở giáo dục mà chỉ cần để xảy ra những cái sự việc như thế này thôi thì thậm chí là có thể chịu trách nhiệm và trách nhiệm hình sự. Và vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng đây là những cái sự kiện mà có thể là để lại những cái ảnh hưởng dư luận rất xấu, có thể làm xói mòn cái niềm tin của phụ huynh cũng như là xã hội đối với cả ngành giáo dục. Một số chuyên gia về dinh dưỡng cho rằng bữa ăn học đường của trẻ em tiểu học phải được tính toán đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng và phải cân đối giữa chất đường, chất đạm và chất béo. Nếu bữa ăn không cân đối cũng như không đa dạng để đáp ứng đủ vitamin và chất khoáng thì đều có ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Nếu mà chúng ta chưa có cái quy định bắt buộc về tính cái bữa ăn học đường bằng phần mềm, tức là phải đáp ứng đủ năng lượng, đảm bảo cái sự cân đối giữa chất đường, chất đạm và chất béo, và từ đó thì suy ra cái lượng thực phẩm, thì nó vẫn còn những cái sự việc như thế xảy ra. Bởi vì khi mà không tính thì có nghĩa là chúng ta sẽ ước lượng bằng cảm tính. Hôm nay có thể đủ, ngày mai có thể thiếu, ngày kia lại có thể thừa. Cho nên ý, cái giải pháp quan trọng nhất là chúng ta phải đưa ra những cái tiêu chí này thành tiêu chuẩn và áp dụng bắt buộc các trường khi triển khai bữa ăn bán trú phải được tính toán một cách khoa học bằng một cái phần mềm. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị Nhung, hiện nay tiêu chuẩn bữa ăn học đường chỉ được áp dụng bắt buộc các trường phải tính toán ở khối mầm non. Còn với khối tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thì các tiêu chí mới chỉ được ban hành dưới dạng quyết định. Do đó các tiêu chí về tiêu chuẩn bữa ăn cần phải được ban hành dưới dạng thông tư hay một hình thức văn bản pháp luật nào đó mà bắt buộc các trường phải thực hiện thì mới có thể tránh những sự việc ăn bớt có thể xảy ra. Liên quan đến vấn đề trên, Thạc sĩ luật sư Nguyễn Đức Hùng cho biết nếu những nội dung tố cáo là khách quan và chính xác thì đây là vụ việc rất nghiêm trọng, đã có dấu hiệu của hành vi phạm tội. Nếu những cái nội dung tố cáo được cơ quan điều tra kết luận là khách quan và chính xác thì hành vi của vị hiệu trưởng này đã có dấu hiệu của tội nhận hối lộ, lộ hoặc là tội tham ô tài sản hoặc là tội lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Còn về phía doanh nghiệp thì hành vi của doanh nghiệp cũng đã có cái dấu hiệu của tội đưa hối lộ. Thực tế đây không phải là vụ việc duy nhất liên quan đến việc khẩu phần ăn bán trú của học sinh bị cắt xén. Trước đó vào hồi tháng 10 năm 2023, phụ huynh có con học tại trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội vô cùng bức xúc khi suất ăn bán trú có giá 32.000 đồng của học sinh, chỉ leo tèo vài món, không đảm bảo dinh dưỡng. Sau khi các cơ quan báo chí và truyền thông vào cuộc phản ánh,
bữa cơm bán trú của học sinh trường trung học cơ sở Yên Nghĩa đã được cải thiện. Hoặc một vụ việc khác gây rúng động khi 11 đứa trẻ Lào Cai chỉ được ăn 2 gói mì tôm chan cơm, khiến dư luận vô cùng bức xúc.